Nhưng mà mấu chốt là mình sẽ tạo những cái câu chuyện cho nhãn hàng như thế nào? Chắc là Thu sẽ trò chuyện tiếp với chị Hương về cái nội dung này nha chị. Tại vì khoảng 80% câu hỏi mọi người gửi về thì đều xoay quanh cái việc là như thế nào, làm thế nào để mình tạo nên những cái câu chuyện truyền thông hiệu quả. Vậy khi Ok. mà mình đã nỗ lực, mình muốn chạm tới khách hàng rồi, nhưng mà bây giờ làm thế nào ạ? Dạ, với góc nhìn của chị như thế nào ạ? Hương nhờ chị nhờ Thu hoặc những các bạn kỹ thuật chia sẻ giùm Hương cái slide lên. Đúng rồi, thì đúng đúng rồi, đúng 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 cái slide này rồi. Đó, thì để trả lời câu hỏi của Thu á, thì đúng là để một kể một câu chuyện. Hương nghĩ câu chuyện của thương hiệu hay là câu chuyện nào trong trong cuộc sống này cũng được, đều phải mình phải biết là mình đang kể câu chuyện này cho ai ấy, và nhằm mục đích gì. Thì để và vì vậy cho nên mình phải rất là thấu hiểu cái người mà sẽ nghe câu chuyện của mình. Thì đối với thương hiệu ấy, thì cái người nghe đó chính là người tiêu dùng của mình, là khách hàng. Và cái mục tiêu của thương hiệu ấy, chắc chắn là để bán hàng rồi. Thì để chinh phục và để thuyết phục mọi người và khách hàng mua cái sản phẩm của mình đó, thì tôi nghĩ là những người làm thương hiệu sẽ phải có hai việc phải làm. Thứ nhất là phải có được sản phẩm tốt đó, phải cải tiến được cho cái sản phẩm của mình rất là tốt. Vì dù các bạn có kể câu chuyện gì đi chăng nữa thì sản phẩm của mình phải tốt với đã, thì mới thuyết phục người ta mua hàng của mình được. Và vì vậy một trong những cái việc mà rất là quan trọng là phải luôn luôn cải tiến sản phẩm, và phải hiểu rất là rõ sản phẩm của mình trước khi mình giới thiệu cái sản phẩm đó cho người khác. Là như vậy, và cho người tiêu dùng của mình. Thì ở đây nó có ghi là mình phải rất là thấu hiểu với thành cái khách hàng để mà mình chinh phục tâm trí họ, và mình có thể là xây dựng nhận thức của họ đối với lại sản phẩm của mình, hoặc là mình thay đổi cái nhận thức của họ đối với sản phẩm của mình, ví dụ từ yêu sang ghét, hoặc là từ đang đang rất là thích sang sang đang thích đang rất thích và đang thành rất thích và trở nên trung thành với nó. Thì để mà dẫn lối đưa cho khách hàng của mình được những đến một cái thế giới mới, nơi cái sản phẩm của mình chắc chắn là sẽ offer được rất là nhiều những cái lợi ích cho khách hàng. Thực Đó ra thì cái từ khóa ở đây của mình chính là mình sẽ thấu hiểu khách hàng, đúng không đúng chị? rồi, Thì em đúng nghĩ rồi, cái câu chuyện này về mặt lý thuyết ai cũng đều nói như vậy, đúng không ạ? Tức là hiển nhiên là mình muốn chạm được tới khách hàng, mình muốn làm cho họ thích thì mình phải hiểu họ, đúng không ạ? đúng Nhưng vậy, mà hiểu để đúng thấu hiểu rồi, được chắc là sẽ không không đúng dễ rồi. dàng. Như vậy là thì đó, nãy Hương có nhắc là thấu hiểu để mà mình làm cho họ một cái sản phẩm rất tốt, và thấu hiểu để mà mình thuyết phục họ, thuyết phục cách để họ thay đổi cái thái độ của họ đối với sản phẩm của mình, để xây dựng một cái mối quan hệ với họ, để xây dựng một cái cảm xúc của họ, của sản của mình với của thương hiệu với lại khách hàng của mình. Và vì vậy Hương Hương nghĩ là sẽ có một cái công thức này mà nhanh nhất để cho các bạn có thể thấu hiểu khách hàng mà. Thì Hương tóm gọn nó lại bằng ba chữ, là chữ AIO. Thực ra mà Hương tóm gọn mà nó là cái framework mà Hương đã học được. Thì AIO là viết tắt của chữ activities, có nghĩa là các những cái hoạt động mà khách hàng của mình trải nghiệm hàng ngày. Cái thứ hai là cái interest, là những cái niềm yêu thích của họ, và những mối quan tâm của họ. Và thứ ba là OO, có nghĩa là opinion, là những cái quan điểm sống của họ. Thì các bạn sẽ thấy rất là rõ trong cái TVC của Beauty Hunter, các bạn sẽ thấy là họ họ mô tả rất là kỹ những cái hoạt động của những bạn trẻ. Các bạn thấy họ có thể chửi thề trên đường phố, các bạn và họ có rất nói họ là ăn trên đường phố, ngủ trên đường phố, và ăn ngủ yêu và và đó, và còn những cái hoạt động mà những cái hoạt động rất là quan tâm đến cộng đồng, ví dụ như là quạt gạch chống lên chị ơi, đó là những cái mà người ta rất là quan sát, những rất là đời thường của giới trẻ trẻ Sài Gòn. Hay là những cái interest là hiện tại bây giờ, như xu hướng của bây giờ là các bạn giới trẻ rất là quan tâm tới tới môi trường và những cái hoạt động sống xanh. À, ngoài ra là những cái mối quan tâm về về bình đẳng giới nữa. Thì đó là những cái xu hướng mà các bạn trẻ đang 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 rất là quan tâm bây giờ. Và opinion là cái gì, là chính là cái mà họ đồng ý với bạn là đúng là có những thứ nó không cầu kỳ nhưng mà nó ngon, và Sài Gòn có những lúc nó rất là hỗn độn nhưng nó rất là đẹp theo cái cách riêng của nó. Thì đó là cái opinion của những người trẻ. Thì đó là ba cái thứ mà tôi nghĩ là mỗi nhãn hàng khi mà muốn tìm hiểu người tiêu dùng, thấu hiểu họ,
để mà đưa ra một cái sản phẩm mới, hay là đưa cho họ một cái sự kiện, một cái hoạt động truyền thông nào, chẳng hạn một cái câu kể, một câu chuyện nào đó, thì cũng nên thấu hiểu những cái hành vi và những cái thói quen của người tiêu dùng trong ba cái, gói gọn trong ba chữ AIO này. Thế vậy em thấy cái mấu chốt ở đây là nếu mà bây giờ mình quay trở về theo cái cách là mình chỉ ra rã nói về thương hiệu của mình thôi, là iStory thôi, thì chắc chắn mình sẽ không thể nào chạm và kết nối được với khán giả, đúng không chị? Bây giờ truyền thông của mình sẽ thiên về là tương tác hai chiều và nhận những cái phản hồi, feedback liên tục để mình có thể điều chỉnh và mình thấu hiểu những cái opinion, là những cái quan điểm, những cái interest, là những mối quan tâm và đâu là những cái hoạt động mà khán giả của mình, đúng không chị? Đúng rồi. Và để mà quay lại với câu hỏi của Thu là làm thế nào mà để mà kể một câu chuyện thương hiệu mà nó hay và nó lôi cuốn á, thì Hương cũng muốn giới thiệu với bạn thêm một cái thương hiệu nữa, cũng là một thương hiệu dài luôn, và họ là một cái thương hiệu hoàn toàn mới, không phải là lâu đời như BTS mà chúng ta đã từng biết, nhưng mà họ xuất hiện rất là ấn tượng với các bạn, thật sự rất là ấn tượng. Và không phải là họ biết rất là rõ, họ rất là chú tâm mà họ biết rất là rõ họ đang muốn hướng tới đối tượng khách hàng và họ đang muốn chinh phục khách hàng của họ như thế nào, cho nên là chắc Hương nhờ Thu ok chị, thì bây giờ mình sẽ làm một cái case study phân tích về cái cách làm brand communication của một thương hiệu, đúng không chị? Đúng rồi. Ơi, trước khi mà mình nói về thương hiệu mới á chị, em muốn nhờ chị phân tích lại chút xíu về cái thương hiệu BTS. Ví dụ mọi người đã coi cái TVC của BTS đây, thì cái đích đến của BTS là sẽ, đích đến cuối cùng của một brand communication là gì? Là sẽ giúp cho khách hàng trở thành những người thực sự là trung thành với nhãn hàng, đúng không ạ? Đó là đích đến cuối cùng. Đúng rồi. Và để mà đạt được đích đến đó thì điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải rất là thấu hiểu khách hàng bằng đúng cái công thức là AIO hồi nãy. Vậy mình thấu hiểu thì mình, nếu mà ráp vô cái các bước hay là cái mô hình chinh phục khách hàng này, thì mình phải biết là ở mỗi một cái giai đoạn mà mình muốn tiếp cận thì khách hàng của mình đang ở chỗ nào, đúng không mà chị? Ví dụ khách hàng đó đã biết thương hiệu mình chưa, hay là họ đã biết rồi, hay là họ đang dùng thử, hay là họ đang tin, họ đang thích, hay là họ đang trung thành, thì góc nhìn của em hiểu như vậy đúng không ạ? Đúng vậy, thì tùy thuộc vào những cái mục tiêu và cái mục tiêu kinh doanh và mục tiêu marketing của từng công ty và từng thương hiệu trong từng thời điểm á. Thì nếu mà như các bạn xem cái TVC vừa rồi của BTS Hunter thì được đoán là họ đang ở, thương hiệu sẽ đang ở cái mức độ số cái màu cam đó các bạn, có nghĩa là khán giả đang hiểu, đã biết rất là nhiều về BTS rồi. Và việc của BTS bây giờ là mình có nên phát triển sản phẩm mới không, hay là mình nên thay đổi thái độ của khách hàng khi mà họ không chưa thực sự yên tâm về chất lượng của sản phẩm Việt. Và vì vậy Hương thấy cái TVC đó là một cái thông điệp là sản phẩm có thể là chưa hoàn hảo nhưng mà nó rất là đáng tự hào, và cái đó là Hương nghĩ là nó rất là mang tính cảm xúc nhiều hơn, và để họ thuyết phục người tiêu dùng về một cái thay đổi thái độ với một cái thương hiệu Việt. Vậy câu chuyện của BTS là khách hàng ở đây thấu hiểu là họ sẽ target đánh vào khách hàng mà họ đã dùng sản phẩm rồi, họ đã biết rồi, và bắt đầu là mình củng cố niềm tin và thái độ đối với cái thương hiệu, đúng không chị? Và bây giờ cái case study mình chuẩn bị phân tích cũng là một thương hiệu về giày, nhưng mà họ sẽ ở một cái giai đoạn mới mẻ hơn, là thương hiệu giày này mọi người thương hiệu biết nhiều, đúng không chị? Và Hương nghĩ chắc là mọi người chưa biết nhiều, sinh viên của Hương thì các bạn biết rất là nhiều, nhưng mà Hương không biết là trong khán giả của mình là có nhiều người biết hay không. Và đó là một thương hiệu được Hương nghĩ là họ launch và họ giới thiệu năm 2019. Ok chị, bây giờ chúng ta phân tích cái case này chị ha. Đúng, cho Hương xin cái slide cái slide về câu chuyện của một đó thì là đó là một thương hiệu, nên là một các bạn có nghĩa từ cái cách mà họ đặt tên cũng đã rất là đặc biệt rồi, và chơi chữ rất là nhiều với cái một này, thì các bạn chắc là các bạn sẽ biết là một là làm cái mạo từ thôi, nó là một, nó là duy nhất nếu mà nó đứng là danh từ, nhưng mà từ thì nó sẽ có thể đi với rất là nhiều những cái danh từ khác nhau, và một có thể đi với tất cả, cho nên tôi nghĩ là đó là một cái cách mà họ gửi gắm cái thông điệp vào đúng cái chữ, cái thương hiệu của họ luôn, và họ dùng cái cách biệt từ rất là nhiều. Thì nói về cái câu chuyện về sản phẩm á, các bạn thì các bạn có thể nhìn thấy trên 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 cái trang web của một luôn, họ nói rất là rõ về
lý do tại sao họ họ phát triển cái sản phẩm này, và họ chỉ mong muốn mang tới một cái sản phẩm được gia công tỉ mỉ, bền đẹp và nó có giá cả phải chăng thôi. Và ngoài ra họ cũng định vị họ rất là rõ là họ biểu trưng cho cái tinh thần Việt đương đại. Còn so với BTS thì các bạn sẽ thấy là tinh thần Việt, một cái giá trị Việt và truyền thống và kéo dài từ xưa đến nay. Thì nếu mà mình kể đó thôi thì các bạn cũng chưa thấy một có gì là đặc biệt hết. Nếu mà chỉ nói về một sản phẩm giá phải chăng, gia công tỉ mỉ đẹp bền. Nhưng mà cái mà Hương đánh giá rất là cao ở cái cách mà một kể câu chuyện của mình đó, là họ kể đúng trên cái đôi giày của họ luôn, trên cái sản phẩm của họ luôn. Nó rất là chạm và nó rất là làm cho mình cảm thấy wow. Thế thì trong khi Hương search thông tin để Hương chia sẻ với các bạn, Hương thực ra rất là nhiều cái nhãn hàng khác họ có những cái TVC cũng hay, nhưng mà thật sự là Hương đã chạm và Hương muốn chia sẻ với các bạn cái case này là vì cái sản phẩm của nó quá hay luôn. Và nếu mà các bạn sẽ nhìn vào bên tay trái mà họ kể cái câu chuyện đó là trong câu chuyện trên đúng cái đôi giày của họ luôn, với bạn đập lật cái đế lên thì là họ thiết kế cái nguyên cái đường bờ biển của nước mình luôn các bạn. Có nghĩa là trên cái câu chuyện họ kể là một trái tim, một quê hương. Có nghĩa là dù có đi đâu thì một cũng sẽ cùng với bạn mang cả những cái hình ảnh của đất nước mình đi cùng. Và một muốn được cùng các bạn làm những điều các bạn yêu thích và đam mê. Thì đó là cái thông điệp rất là dễ thương mà Hương nghĩ là sẽ rất là nhiều người cảm thấy được thuyết phục và được và thấy lôi cuốn, bị thu hút về cái thương hiệu này. Thì đó là cái cách mà họ kể cái câu chuyện của họ. Các bạn ngoài những cái thông tin về tính năng, về lợi ích, về cảm xúc cho người dùng thì họ còn kể một cái câu chuyện rất là ấn tượng trên chính cái sản phẩm của mình. Thì đó là cái mà Hương đã cao. Thì chắc là Hương nhờ Thu nó chiếu một cái TVC nữa, khá là hài hước. Nó không phải là TVC, nó là một cái sản phẩm, một cái clip viral với các bạn, nhưng mà nó khá là hài hước. Và nó trong cái TVC đó nó giải thích rất là rõ lý do tại sao và khi nào mình nên sử dụng đôi giày một. Chị ơi, trước khi mà chiếu TVC á, thì chắc là nhờ chị phân tích thêm chút xíu là chúng ta đang phân tích một cái case study thật của một cái nhãn hàng, đó là một. Và trước đó chúng ta có phân tích câu chuyện của BTS thì ha, thì BTS họ có một cái cách truyền thông mà chúng ta thấy nó nằm ở trong cái giai đoạn ở phía trên trong cái hành trình chinh phục khách hàng. Và bây giờ một á, thì là một cái case, là một cái thương hiệu gọi là bắt đầu tiên luôn, thương hiệu mới hoàn toàn. Và có lẽ mọi người đây sẽ chưa biết nhiều về một, đúng không ạ? Thì mình sẽ phân tích cái tính thực tế coi là nếu mình là brand, là người phụ trách về truyền thông cho nhãn hàng này thì mình sẽ làm gì, đúng không ạ? Để mình có thể dịch chuyển khách hàng của mình từ cái chỗ là chưa biết đến cái việc là biết xong rồi họ bắt đầu là họ sẽ muốn dùng thử. Thì mình đang okay. Cái thực tế đó, đúng không chị? Đúng rồi. Thì nếu mà mình quan sát những cái cách mà một đang làm truyền thông bây giờ, thực sự là rất là đơn giản, rất là chú tâm và Hương nghĩ là rất là hiệu quả luôn các bạn, trong một cái vòng và những cái hoạt động rất là truyền cảm hứng, nhưng mà nó rất là đơn giản. Các bạn đó đang làm những cái hoạt động như là và các bạn có một website để kể câu chuyện của mình và mọi người có thể đặt hàng ở trên website đó luôn. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể đặt hàng trên những cái kênh e-commerce như là Tiki. Ngoài ra thì cái trang Facebook và cái trang Instagram, các bạn ấy kể những cái câu chuyện và những cái post rất là năng động và nó đi sâu vào lòng người. Ngoài ra thì cái kênh mà quan trọng nhất Hương nghĩ là họ sử dụng và Hương là nạn nhân là vì Hương xem YouTube của Giang ơi. Hương bắt đầu biết đến một từ cái cách lúc mà Hương xem Giang ơi. Và sau đó thì Hương có tìm hiểu về nhãn hàng này thì họ làm influencer marketing rất là tốt bằng những cái clip viral như vậy. Thì chắc là các bạn sẽ thấy được trên mạng. Như vậy phải khẳng định lại là mình đang không có branding trai ở đây. Nhưng mà mình đang lấy cái case này để mình phân tích bởi vì mình đặt mình trong góc độ là mình sẽ làm về brand, đúng không ạ? Mình sẽ phân tích là với một cái brand mới thì tôi bắt đầu build những cái câu chuyện truyền thông là gì. Mình đang đóng vai là những phân tích. Dạ. Ok, em sẽ mở cái TVC. Mày không biết chọn cái gì nào, vì có quá nhiều lựa chọn phải không? Hãy đến với một. Nhưng tại sao lại là một? Rất đơn giản.
Ở đây chúng tôi chỉ bán nhiều nhất một là gì? Chưa hết. Giày một là một đôi giày thuần Việt được lấy cảm hứng từ cảnh quan thành thị và lối sống Việt. Thân giày trung tính và giản dị đối lập với đế giày nhiều chi tiết. Viền đế lấy cảm hứng từ mái ngói. Đế giày khắc đường bờ biển Việt Nam với họa tiết gạch ống, được đúc nguyên khối kèm miếng đệm giày. Giày một được thiết kế để bạn dù đang làm gì, đang đi đâu thì cùng êm. Đi êm. Chạy êm. Ngồi êm. Nằm êm. Đứng cũng êm. Chơi thể thao êm. Thật ra giày một không được thiết kế để chơi thể thao. Bạn chỉ nên xem êm. Mọi người ai đi đúng giờ có mình em. Bị la êm. Giày bố đâu vậy? Bị đánh cũng êm. Đây, đẹp mày. Đúng không? Đẹp. Đạp lên thân cây êm. Mà thực ra thì bạn không nên đạp lên thân cây. Hãy yêu cây. Ăn giày cũng êm. Đặc biệt, giày một được thiết kế dành cho người không muốn lãng phí thời gian. Nếu bạn không muốn tốn thời gian cùng giày, hãy nhớ đến một. Nếu bạn không biết hôm nay nên mặc gì, hãy nhớ đến một. Êm mà là đẹp. Nếu bạn không biết đáp án là gì, hãy nhớ đến một. Hay quá. Bán cho mình hai đôi. Không bạn ơi. Ở đây là một. Bọn mình chỉ bán duy nhất một đôi giày mà thôi. Nếu bạn muốn mua hai đôi, bạn phải mua một đôi. Rồi mua thêm một đôi nữa. Giày một. Một đôi nguyên ngày. Chị ơi, mình coi cái TVC này đúng là quay lại những cái từ khóa mà trong hồi nãy chị nói về cái nội dung dịch chuyển đó. Đúng là rất là authentic đúng không ạ? Rất là thật chị ha. Rất là thật, đúng rất rồi. Là không có cầu kỳ, hoa lá hẹ, rất là thật. Và những cái cảnh quay nhân vật rất là gần gũi với mọi người. Và nó hướng về môi trường. Câu không? Yeah. Một câu về về Twitter đó. Yeah, yeah. Ôm cây, cây là để yêu. Rất là dễ thương. Yeah. Yeah. Thì tôi thấy là cái, và trong cái cấu trúc này cũng là một cái cấu trúc rất là storytelling đó. Nên là em có thể nhân tiện em có thể chia sẻ với mọi người cái cái hành trình người hùng về trước. Đúng là một câu chuyện rất là gần gũi, rất là thật và đúng là rất là xanh, rất là sống xanh. Thì đứng góc độ về storytelling á, thì em thấy là đang đi theo đúng cái motif của hành trình người hùng là the hero journey. Thì khi mà em nghiên cứu về storytelling á, thì đây là một cái hành trình có thể nói là kinh điển luôn. Nói chung là phim nào, chuyện nào cũng hầu như là đi theo cái mô típ là hành trình người hùng hết. Thì với cái hành trình người hùng á, thì tính ứng dụng trong brand communication á, cũng đang rất là rõ rệt và đã được ứng dụng rất là lâu. Chỉ đơn giản là mình ngồi ở đây để mình hệ thống hóa lại thôi. Và em thấy cái điều cốt lõi trong hành trình người hùng để giúp cho các nhãn hàng có thể là chinh phục khán giả ở đây là gì ạ? Là mình phải biết chính xác là khán giả của mình đang ở đâu. Giống như hồi nãy chị Hương nói là mình đang thấu hiểu khán giả đúng không ạ? Và cái người hùng của mình á, nhân vật chính của mình á, họ sẽ ở trong một cái thế giới hiện tại. Ở trong một cái thế giới hiện tại và nhãn hàng họ tạo ra những cái sản phẩm dịch vụ để họ đẩy cái người hùng này lên một thế giới mới đúng không ạ? Giống như trong câu chuyện em hay chia sẻ với các bạn trong lớp là bây giờ mình kể câu chuyện về ai thì mình sẽ có một nhân vật chính. Thì nhân vật chính đó mà muốn trở thành người hùng á, thì thông thường mô típ là họ đang ở trong một thế giới hiện tại. Thường là họ sẽ có những cái khó khăn, có những cái vấn đề gì đó. Và sau đó thường là sẽ có một cái người thầy sẽ xuất hiện. Nói chung là nhân vật này cảm thấy là không biết làm sao, bế tắc, rất là bị ăn hiếp hoặc là rất là khổ tâm vân vân gì đó. Và họ mong muốn thoát ra khỏi được trạng thái đó thì thường là sẽ có sư phụ. Như Tô Ngộ Không thì sẽ có sư phụ xuất hiện gì đó. Hoặc là sẽ có một người thầy hoặc ai đó sẽ xuất hiện. Và cái người đó sẽ cung cấp cho họ những cái thông tin, cho họ những cái giải pháp và bắt đầu người hùng của mình bắt đầu sẵn sàng bước qua một cái thế giới mới. Nhưng mà thường qua thế giới mới đâu phải là tự nhiên cái muốn qua là qua đâu. Thường sẽ có rất là nhiều những cái chông gai đúng không ạ? Chông gai và lúc này người hùng của mình có thể là lên lên xuống xuống giống như một mô típ câu chuyện vậy.
Và nếu mà người hùng này kiên trì đi theo người thầy của mình thì họ sẽ từ từ họ sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà thường phim mà phải có chùm cuối. Nói chung là giống như đánh được vài người nội công lên, nhưng mà thường sẽ có chùm cuối, giống như là một cái giây phút cao trào, đỉnh cao trào vậy đó. Và nếu mà vượt qua được cái chùm cuối này thì gọi là mới trở thành người hùng. Còn nếu không thì sẽ quay trở về với thế giới cũ trước đó. Thì nếu mà đối chiếu trong brand communication đó, thì em thấy nhân vật chính của mình là khách hàng, và khách hàng cũng ở trong một cái thế giới hiện tại. Ví dụ như khi mà em nghe cái TVC về một đi, thì em hình dung là có một bạn khách hàng trẻ, các bạn khách hàng trẻ tuổi, em nghĩ vậy, chị Hương coi có hợp lý không nhá. Có thể là các bạn trẻ ở đây có sẽ thích bảo vệ môi trường, ý thức của các bạn về môi trường rất là tốt, và các bạn hướng tới phong cách tối giản. Thế thì các bạn ở thế giới hiện tại như vậy, và các bạn mong muốn là làm gì ạ? Một cái điều gì đó giúp mình có cuộc sống tối giản, năng động. Và các bạn có thể là kỳ vọng có một đôi giày. Ví dụ các bạn muốn có một cái đôi giày như vậy. Đó là bắt đầu nhận thức được cái vấn đề là mình muốn. Thì cái hành vi tiếp theo là họ sẽ đi tìm kiếm thông tin. Thì lúc này người thầy bắt đầu xuất hiện, đúng không ạ? Là nhãn hàng bắt đầu xuất hiện ở trong những cái giây phút tìm kiếm đó. Và giống như chị Hương nói là chị Hương nghe Giang ơi, đúng không ạ? Em cũng có coi Giang ơi, thì Giang ơi review về sống tối giản, thì trong đó có một đôi giày một. Bắt đầu tìm kiếm thông tin. Tìm kiếm xong thì bắt đầu là đâu phải là tự nhiên tìm kiếm cái là mua liền đâu, thì đâu có gọi là người hùng nữa, đúng không ạ? Thì lúc này sẽ cân đo đong đếm, bởi vì kẻ thù rất là nhiều. Cho nên là ngoài có đôi giày màu thì có rất là nhiều các đôi giày khác nhau nữa bắt đầu xuất hiện. Và khách hàng của chúng ta bắt đầu đưa ra những cái lựa chọn. Và lúc này nhãn hàng họ phải thấu hiểu điều đó, đúng không ạ? Để họ có thể tạo ra những cái cú đột phá là thuyết phục. Và đôi khi chùm cuối phải xuất hiện để nhào vô, để đẩy người hùng này sang một thế giới là mua và mua. Thì em không biết là cái... đối với cái nhãn hàng một thì chùm cuối của họ là cái gì, hoặc là họ sẽ làm gì để giúp vượt qua cái sự thuyết phục này. Thì nói chung đó là một cái mô típ storytelling. Thì đưa cái mô típ này vào trong cái hành trình thấu hiểu của một đối với khách hàng, chắc em sẽ nhờ chị Hương chia sẻ hơn, kỹ hơn. Nhưng mà nói chung cái mô típ hành trình người hùng chính là kinh điển của kể chuyện luôn. Nên thành ra cả nhà mình hãy tìm hiểu về cái mô típ hành trình người hùng này, để mình có thể kể bất kỳ loại câu chuyện gì, dù là I story, you story, customer story, hoặc là founder story, thì cũng theo cái mô típ phải thế giới cũ đến thế giới mới ạ. Đó, cho nên cho em 30 giây quảng cáo, cho nên hãy mua sách Storytelling của Thu nha cả nhà. Okay. Em nói giống vậy chứ chị Hương ơi, chị chia sẻ thêm về câu chuyện của brand họ làm gì nha chị, khi họ hiểu được cái hành trình này. Đó, em vừa mô tả cái hành trình của em đó. Hương thấy là Thu đang nói ở cái phần là người tiêu dùng bắt đầu gặp thử thách trong cái chuyện là mình phải chọn đôi giày nào, vì quá nhiều, vì bây giờ trên thị trường có Echo, rồi có CheckQ, rồi có rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Vậy thì bây giờ nếu mà chọn thì rất là đau đầu á. Cho nên thì lúc đó là một sẽ phải làm những cái hoạt động gì ha, thì các bạn sẽ thấy là để mà thuyết phục được người tiêu dùng á. Cái lợi thế cạnh tranh của một thì các bạn sẽ thấy được là trong cái TVC hay trong những cái dẫn dắt từ nãy đến giờ của Thu và Hương, thì các bạn sẽ thấy là một họ truyền cái thông điệp là họ là một cái sản phẩm mà niềm tự hào cho người Việt đương đại, và họ chỉ không bán đại trà, họ bán cho những người mà sống tối giản thôi, và họ những người mà quan tâm đến cộng đồng, quan tâm đến môi trường. Cho nên là đó là cái điểm rất là khác biệt, và là lợi thế, cũng chính là một cái lợi thế cạnh tranh của một, khi mà hiện tại trên thị trường những cái thương hiệu khác như là Echo thì họ không làm nhiều cái hoạt động marketing như cách mà một làm. Thì nếu mà các bạn có gì các bạn search trên Facebook thôi, các bạn sẽ thấy là một làm những cái quảng cáo rất là đơn giản, rất là tối giản, nhưng mà nó thực sự rất là những cái thông điệp rất là sâu sắc và rất là lôi cuốn ấy. Thì đó là cái cách mà tôi nghĩ là một đã làm được, tạo nên được cái lợi thế cạnh tranh và cái điểm khác biệt của mình. Thì ngoài ra thì cái chùm cuối mà Thu nói á, là một hay đưa ra những cái chương trình khuyến mãi, những cái giảm giá và những cái khuyến mãi vào thời điểm rất là đặc biệt. Thì nếu các bạn follow trên Facebook thì các bạn sẽ thấy như vậy, và thật ra giá cả của một cũng rất là
rất là phải chăng hết. Và thỉnh thoảng thì một, thực ra họ chỉ bán có một đôi giày thôi, nhưng mà cái concept về sản phẩm của họ rất là hay ho. Nếu như các bạn xem thì gần đây là họ đang đang tung một cái ý tưởng sản phẩm là về cây tùng, và họ kể câu chuyện là lần đầu tiên 1 gram một đôi tùng làm bằng vải lanh và với đế cao su đúc nguyên khối. Nhưng mà cái mà hay ho về cái câu chuyện đó là mọi người sẽ thôi em có thể kéo xuống giùm chị cái slide mà có cái quảng cáo tùng được không? Thì mọi người sẽ tò mò về cái tên tùng và mãi mãi xanh á, và thường xanh á. Thì Hương không biết là các bạn ở đây các bạn có thấy bị chú ý bởi cái chữ này không? Bị lôi cuốn bởi cái chữ như tùng thường xanh không? Mình không biết là top of mind các bạn nghĩ tới gì, nhưng mà sinh viên của mình nghĩ về sơn tùng và trà xanh là một trong những cái mà các bạn nghĩ tới. Nhưng thật ra là có rất là nhiều cái cách khác nhau để mà gây sự chú ý từ cái banner này, từ cái quảng cáo này. Thì là các bạn đã giải thích là như tùng thường xanh, và dù có trải qua nhiều giá rét đó, thì mình cũng vẫn đứng vững trước giông bão. Thì đó là những cái câu chuyện mà họ đưa vào sản phẩm rất là truyền cảm hứng vậy thôi. Và vì vậy là mình cứ theo dõi hoài, và vì Hương cứ theo dõi hoài cho nên là nó cứ hiện lên Facebook hoài, và một ngày một lúc nào đó có khi là mình cũng không kiềm chế được là mình lại bấm nút mua. Thì đó là cái cách mà chốt hạ mà Thu vừa mới nói là mua hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ. Thì đó là cái hành trình mà mình quay lại cái hành trình mà nãy Thu đang chia sẻ. Thì nếu mà mua xong rồi thì cái trải nghiệm sau mua của Tùng cũng làm của một cũng làm rất là tốt luôn, là họ tặng cho bạn cái túi rất là đúng theo kiểu sống xanh, túi vải, và cái hộp thì được tái chế, có thể tái chế được, và là cái hộp rất là đẹp và rất là tối giản. Thì đó là cái cách mà Hương nghĩ là một đã làm rất là thành công và rất là thuyết phục để mà cái người tiêu dùng dù có mua hay là không mua cũng đều kể cái câu chuyện về một, và cái câu chuyện nó sẽ được lan tỏa đi và với những cái phản hồi rất là tốt để khép lại cái vòng hành trình người tiêu dùng đó với lại những cái review, những cái feedback là tốt, và cái người tiếp theo, nạn nhân tiếp theo sẽ là bắt đầu cái hành trình mới. Nhưng nên là nạn nhân là khách hàng tiếp theo sẽ là cái hành trình. Như vậy là chúng ta đi qua cái phần thứ hai trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, thì em sẽ tổng kết lại chút xíu và chị Hương coi có thiếu gì chị bổ sung cho em nha. Tại vì cái câu hỏi quan trọng nhất mà mọi người đặt ra, 80% các bạn gửi về để đặt câu hỏi là làm thế nào có thể kể những cái câu chuyện về truyền thông thương hiệu hiệu quả. Như vậy là nãy giờ chúng ta đã thảo luận một số cái điểm, là điểm quan trọng đầu tiên là chúng ta phải thấu hiểu được khách hàng của mình, thấu hiểu được cái insight là cái góc nhìn sâu sắc của người khách hàng của mình là gì, họ là ai, đúng không ạ, và họ đang mong muốn cái điều gì, và họ thích cái điều gì, họ nghĩ cái điều gì, đúng không ạ. Và sau khi mình thấu hiểu được khách hàng của mình rồi thì mình bắt đầu sẽ tham khảo ba cái từ khóa mà hồi nãy chị có chia sẻ, là từ A, từ I và từ O, đúng không ạ. Và tập trung bây giờ là mình rất là gần với khách hàng của mình, cho nên mình hiểu coi là cái hoạt động nào họ đang tham gia, họ đang activity hoặc là interest, họ đang quan tâm cái gì. Và bây giờ mình lên một cái level cao hơn là cái opinion luôn ạ, có nghĩa là cái quan điểm sống của họ như thế nào. Và nhãn hàng bây giờ sẽ kết nối gần hơn với khách hàng thông qua những cái quan điểm sống đó. Đó là cái kết nối sâu xa hơn khi mà nhãn hàng gần và có cái sự tương tác đa chiều, chứ không phải ra rã nói về mình đa chiều. Thì đó là cái sự thấu hiểu đầu tiên. Và sau khi mình thấu hiểu họ rồi thì mình mới bắt đầu coi là họ đang ở đâu trong cái hành trình mà mình cần chinh phục. Giống như BTS thì họ sẽ tác động vào khách hàng là đã sử dụng sản phẩm và bây giờ là củng cố niềm tin và củng cố thái độ thôi. Còn ví dụ với một thương hiệu mới toanh như là một cũng là giày, nhưng mà khách hàng của họ có thể là chưa biết, đúng không ạ? Chưa biết thì họ cần phải làm cho khách hàng biết. Biết xong là kích thích khách hàng làm sao để trở thành nạn nhân. Là phải mua dùng thử, sau đó nó bắt đầu là củng cố niềm tin. Và trong mỗi một cái chặng đường mình nhận biết được họ và mình muốn xây dựng những cái câu chuyện để phù hợp với từng cái chặng đường á, thì chúng ta sẽ tham khảo là hành trình 10 hùng. Vì chúng ta đang muốn dịch chuyển họ đi từ nấc thang này lên đến nấc thang kia. Đó, thì làm thế nào để chúng ta có thể dịch chuyển được, thì có một cách, đó là chúng ta tạo nên những câu chuyện về 10 hùng. Và câu chuyện đó đảm bảo là sẽ rất là authentic, là rất là gần, rất là chân thật và rất là kết nối về mặt cảm xúc.
Thì đó chỉ là cái phần về tổng thể thôi. Bây giờ mình đi sâu hơn chút xíu nha chị Hương. Mình đi sâu hơn và mình sẽ có những cái câu hỏi của các bạn gửi về mình sẽ trả lời luôn. Bây giờ mình sẽ đến Hương, cái phần hay là 3. mình Hương hỏi nếu mà trong để tại vì giờ mình có thể dừng lại ở đây để hỏi xem là các bạn có câu hỏi gì ở trong 2 phần đầu không, được không? Tại phần 3 dễ lắm, nhanh lắm. Đúng rồi, mình vẫn welcome những câu hỏi của mọi người bằng cách là mời cả nhà chúng ta sẽ gõ câu hỏi lên phần chat nhé cả nhà. Còn đối với anh chị nào mà đang coi live ở trên Facebook thì chúng ta sẽ gõ trong phần comment ạ. Thu mời cả nhà có thể là đặt những cái câu hỏi trực tiếp ở đây để chúng ta tương tác nhiều hơn. Nếu mà chúng ta chưa có câu hỏi thì chúng ta có thể ghi lại những cái từ khóa mà nãy giờ mình nghe mình cảm thấy là ấn tượng đối với mình và có thể dùng được cho câu chuyện truyền thông thương hiệu của mình, kể cả là thương hiệu doanh nghiệp hoặc là thương hiệu cá nhân, thì mình cũng có thể gõ vào phần chat luôn cả nhà. Mình gõ là mình sẽ ghi nhớ thêm lần, tay mình hoạt động mà. Thì em sẽ rà soát một số câu hỏi của các bạn gửi về. Thì đúng là mọi người đều rất là quan tâm về làm thế nào, hầu như là đều quan tâm là làm thế nào để có thể xây dựng những câu chuyện để có thể làm tạo ra những câu chuyện về brand hiệu quả hơn. Đều là làm như thế nào hết. Thì em nghĩ là mình thấu hiểu được là một điều cần thiết, mình nắm được cái hành trình người hùng cũng là quan trọng. Nhưng mà đâu là những cái kỹ thuật ạ? Em thấy có một chị giơ tay đặt câu hỏi. Dạ Chắc là chị Hương. em sẽ mời một câu hỏi trực tiếp luôn nha chị Hương. Nhờ chị Hương hỏi nói sâu hơn về 4 kiểu chấm 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 Hương không hiểu. Học viện vẽ tốt. Bạn hãy Bốn bạn kiểu hả? Em nghĩ là bốn kiểu là ok, chắc là sẽ nhờ học viện vẽ tú các bạn có thể ghi chi tiết hơn là bốn kiểu gì nha các bạn ơi. Em thấy có một người giơ tay, em sẽ dạ mời mời bạn. dạ cho mình đặt câu hỏi với chị Hương được không ạ? Dạ mình nhìn Em mời trên. chị Trang, mời chị Trang đặt câu hỏi. Dạ khi khi mình xem thực sự mình xem 2 cái clip của minh họa của chị Hương về 2 thương hiệu, một và BTS, thì mình thực sự mình được ấn tượng và chạm nhiều hơn với một. Và mình thực sự cái điều mình chạm được và ấn tượng được là có một cái từ nó được lặp đi lặp lại rất nhiều, đó là chữ em. Vậy thì mình thực sự mình quan tâm đến được gọi là cái keyword và cái thông điệp đó. Thông điệp của mỗi khi mình bạn muốn tạo ra một cái nội dung để truyền thông, thì khi bạn tìm hiểu về cái hành trình người hùng này thì cái đắt nhất của mình đó là phải tạo ra được một thông điệp và một cái keyword để nó gieo vào đầu khách hàng. Thì với kinh nghiệm của chị thì cái cách thực hiện như thế nào? Cảm ơn chị. Hương hiểu là bạn muốn câu hỏi của bạn có nghĩa là mình sẽ cách thực hiện là cách nào để mà mình gieo vào 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 người cái vào, vào vào người tiêu dùng để mà họ nhận biết được cái tính năng tốt nhất của sản phẩm, cái unique selling point mà Trang nói đúng không, là em có nghĩa là làm cách nào để mà lặp đi lặp lại để cho mọi người nhớ nhất về cái lợi ích của sản phẩm Sự đó, khác biệt đúng không? đó, cái sự khác biệt Đúng của rồi, cái sản phẩm đó. đúng rồi, cái lợi thế cạnh tranh, cái sự khác biệt của nó đó. Thì là mình sẽ có, nếu mà theo Hương biết đó, thì mình sẽ có hai hướng. Một là mình sẽ lặp đi lặp lại cái thứ đó bằng công cụ, mình sẽ bằng công cụ là mình sẽ để nó trên TV, trên YouTube, trên Facebook, nó là công cụ, nhưng mình sẽ lặp đi lặp lại nó. Cái thứ hai là mình có cách thứ hai là mình hướng về nội dung, thì là mình làm mọi cách để mình trong trong mọi người gọi là seeding nha, mọi người để mình gieo cái nội dung đó vào trong từng cái câu chuyện mà mình kể. Thì nếu mà các bạn có theo dõi về một đôi giày thì bạn sẽ thấy là trên trên Facebook họ 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 kể, họ họ làm rất là nhiều cái post mỗi ngày, giống như nãy Hương nói là họ rất là năng động trong việc đó. Họ tất nhiên là không chỉ là họ nói về 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 tính năng là êm, họ nói về nhiều thứ khác về mặt cảm xúc nữa, nhưng mà cái tính năng về êm á được thể hiện rất là nhiều trong trong những cái video review của influencer. Nếu mà các bạn có kịp dịp theo dõi thì bạn sẽ thấy được là một làm rất là tốt trong cái mảng đó. Bất cứ cái ai mà
những cái KOL nào mà review cho Jumble đều nói về tính năng đó hết. Cũng nghĩa đó là hai cái cách mà mình có thể dùng để mà gieo vào tâm trí của người tiêu dùng cái thông điệp mà mình muốn truyền tải. Cảm ơn chia sẻ của chị Hương. Em thấy có một câu hỏi nữa cũng khá là thú vị và em nghĩ là rất là nhiều người sẽ quan tâm, đó là cái cách mà một công ty nhỏ, chị, công ty nhỏ họ sẽ giới hạn về ngân sách để làm branding, thì họ sẽ làm như thế nào để có thể thấu hiểu được khách hàng? Công ty nhỏ mình hạn chế về ngân sách, mình không biết là mức độ nhỏ của bạn là mức độ là như thế nào nha, nhưng mà mình kể cho bạn nghe một cái cách mà công ty mình nghĩ là một cái doanh nghiệp siêu nhỏ, đó là doanh nghiệp của một cái chị bán cà phê bên cạnh Hương. Hương vừa mua đi cà phê này ở bên cạnh đó, câu chuyện có thật luôn các bạn. Trong công ty Hương có viral một câu chuyện như thế này. Hương nghĩ là doanh nghiệp của bạn chứ không nhỏ bằng doanh nghiệp của chị đâu. Của chị đó là tên là cà phê Trinh. Bạn ấy, chị ấy chỉ có một cái tấm biển tên là Trinh và số điện thoại thôi, là vì họ chị ấy bán cho những cái nhân viên văn phòng xung quanh đây. Và viral cái câu chuyện của chị đó là gì các bạn biết không? Chỉ là chị sáng nào chị cũng dậy từ lúc 3 giờ sáng để đi ra chợ đầu mối ở Thủ Đức để mua những cái nguyên liệu tươi ngon nhất để bảo đảm là giá của chị sẽ rẻ và sản phẩm rất là ngon. Thì bạn thấy cái câu chuyện của chị Trinh nó có lôi cuốn không các bạn? Có nghĩa so với chị Thảo, chị khác thì cái câu chuyện của chị đã được kể trong công ty Hương luôn các bạn. Cho nên là bây giờ ai cũng mua nước của chị Trinh hết. Thì Hương không biết là doanh nghiệp của bạn có nhỏ tới mức như vậy hay không, nhưng mà mình tin là dù nhỏ như thế nào á thì cái nội dung vẫn là quan trọng nhất. Cho nên đó là do tại sao mà Hương cũng chia sẻ với các bạn cái case là của một Hương nghĩ là doanh nghiệp nhỏ chứ chưa phải là doanh nghiệp lớn 1.000 tỷ như là BTS. Nhưng mà đó các bạn, để trả lời câu hỏi của bạn Khánh Phạm, thì là nếu mà mình không có ngân sách nhiều thì chắc chắn là mình cần phải storytelling, và cái câu chuyện nó phải chạm như cách mà một làm, hay là ít nhất là như cách chị Trinh làm, rất là gần gũi, và nó đánh thẳng vào cái benefit của người tiêu dùng luôn các bạn. Có nghĩa là mình mua cà phê mình chỉ mong nó tươi ngon và nó rẻ thôi, và chị Trinh chỉ đã làm được điều đó, thì mình cũng tin là nếu là bạn là công ty nhỏ, các bạn chắc chắn cũng sẽ làm được điều như vậy. Cái này em hỏi thêm trong cái ý của chị Khánh Phạm, em thấy còn có thêm một điểm nữa, đúng là mình sẽ tạo ra những cái câu chuyện mà mình tạo ra những cái câu chuyện để mình có thể chạm, mà những cái câu chuyện của mình nó đi vào cái benefit thật, nó thật đó, và nó gần với lại khán giả của mình hơn. Nhưng mà nếu mà mình cần thêm những cái dữ liệu hoặc là làm cách nào để mình hiểu được cái insight, tại vì đôi khi mọi người nghĩ là mình cần làm market research, mình phải nghiên cứu đúng không? Mình nghiên cứu khách hàng, cái hành vi, cái thái độ, cái suy nghĩ để mình có thể ra được cái dữ liệu. Nhưng mà công ty nhỏ không có ngân sách thì làm sao tìm được cái insight đó chị? Chắc là mình sẽ phải gói ghém trong cái cách mà hiện tại bây giờ mình thấy. Nếu mà mình cái công ty nhỏ thì họ sẽ làm theo kiểu là focus group, họ có thể nhìn mời những cái bạn bè xung quanh, mình không có tiền, mình đành phải tận dụng những cái mối quan hệ xung quanh thôi các bạn. Thì mình sẽ làm những focus group từ những cái người mà tương đồng với cái lại target audience của mình, và mình có thể ngồi để mà mình tìm hiểu những cái thông tin mà mình muốn. Ngoài ra thì hiện tại bây giờ mình nghĩ là trên internet sẽ có rất là nhiều những cái công cụ để các bạn dùng làm survey miễn phí. Mình thấy sinh viên của mình đang dùng những cái survey rất là tốt, thì mình có thể tận dụng những cái công cụ như vậy để tìm hiểu insight. Và đó, những cái như là đơn giản nhất là quan sát, trên mạng mình quan sát cái cách mà đối tượng của mình review về một cái sản phẩm trong cái ngành mà mình đang tìm hiểu, thì cũng đó là một cái cách.